Tin Giáo sứ Bác Trạch Giáo phận Thái Bình Đại hội lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Thái Bình năm 2021 tại Đền Thánh Bác Trạch Ngày 10 và 11 tháng 4 năm 2021, Đại hội lòng Chúa Thương Xót đã mang lại cho giáo sứ một sức sống mới. Tất cả bà con giáo dân bác trạch đều quy tụ quanh lòng Chúa Thương Xót để cầu nguyện và xin ơn. Đại hội còn có sự hiện diện của Đức Cha Phaero Nguyễn Văn Đệ làm cho buổi lễ thêm phần sốt sắng và long trọng. Theo truyền thông Bắc Trạch, vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2021, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ gặp gỡ chia sẻ các cụ cao niên trong giờ chầu thánh thể. Đức cha chia sẻ ý nghĩa lòng Chúa thương xót dành cho những người cao niên. Đó là những tâm tình của chính Đức cha cảm nghiệm đang sống và được Chúa soi sáng lòng chúa thương xót sẽ chữa lành và phục vụ giáo phận một cách hữu hiệu. Kết thúc, Đức Cha cùng cộng đoàn đọc kinh dọn mình chết lành để cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Chiều đến, lúc 16 giờ 30 giáo sư Bác Trạch long trọng khai mạc đại hội với thánh lễ mừng 300 năm thành lập đền thánh Bác Trạch. Nhà thờ Bác Trạch chật kính người tham dự thánh lễ do Đức Cha Phê Rô chủ tế. Thánh lễ được giáo sư tổ chức một cách chu đáo trong trật tự và trang nghiêm từ tác vụ đọc sách giúp lễ ca đoàn lời nguyện đến cộng đoàn tín hữu giúp chúng ta thấy một cộng đoàn sống động ca tụng chúa trong bài giảng đức cha cho thấy lòng thương xót thiên chúa đang hiện diện trong cộng đoàn đó là những khó khăn những hy sinh của cộng đoàn đang thể hiện Đức cha cầu chúc cho đền thờ Nguyên Nga Bắc Trạch ngày càng thể hiện qua đời sống tình yêu thương nhau bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Vào lúc 8 giờ 30 ngày 11 tháng 4 năm 2021, Thánh lễ mừng 300 năm thành lập giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch chính thức bắt đầu, khởi đầu đoàn rước với đại diện các thành phần trong giáo xứ cùng quý cha, Đức cha Phêrô và kiệu tượng lòng Chúa thương xót tiến đến lễ đài. Thánh lễ quy tụ mọi giáo dân trong giáo xứ cùng những người xa quê qua kênh truyền thông đền thánh bát trạch đức cha phêrô nhắc lại tâm điểm của người công giáo qua gương chúa giêsu yêu thương bằng hành động đó là thể hiện lòng thương xót của thiên chúa ngoài những lễ nghi và tổ chức thánh phanxicô khẳng định lòng thương xót là thông điệp quan trọng nhất của chúa giêsu thời đại của chúng ta là thời đại của lòng thương xót không có lòng thương xót thì thế giới không thể tồn tại ước mong đại lễ lòng chúa thương xót sẽ giúp giáo sứ bát trạch giáo phận thái bình và giáo hội việt nam kính múc được nhiều ân sủng và tình yêu của thiên chúa